nóng mới ra lò luôn nè cô chú anh chị. Trời ơi, muối tiêu chanh nè. Nhìn thấy nàng hết sức không? Hết kêu luôn. Đây, còn chú không dùng miếng nha. Đây, chấm vô muối tiêu chanh nữa. Trời ơi. Trời ơi. Nóng hổi mới ra lò nè cô chú anh chị. Muối tiêu chanh cái mỏ ta chua chua cái nương vậy không? Im không chú, im không? Nóng hổi mới ra lò luôn ha. Giờ bên này cái tô đi. Đây nè cô chú anh chị bạn. Ôi rất là nóng nha. Ôi 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 khoan khoan. Quá nóng rồi. Đây là khu vực mà làm tàu hủ anh, là các công đoạn của làm tàu hủ ha. Đầu tiên là công đoạn gì ha? Xây đậu nành, xây hột. Dạ. Quay lại nữa đó, đó là đầu đầu tiên công đoạn là từ ở trên Tân Châu á, đem nguyên cái lò tàu xuống. Dạ. Rồi là ráp vô rồi anh em mới là tập trung lại là ngâm đậu. Dạ. Ngâm đậu sau 2 giờ đồng hồ sau rồi là mới xây. Dạ. Xây sau nấu ra sữa, sữa xây rồi mới vô thổi. Yeah. Công đoạn cũng rất dài. Yeah. Thời gian bắt đầu từ bắt đầu ngâm đậu cho đến xây được là 2 tiếng rưỡi. Yeah. Để mà ra một miếng tàu hủ như vậy là mất bao nhiêu tiếng hả chú? À, nếu mà 12, nếu mà nguyên công đoạn làm vậy đó là một ngày làm như vậy là 13 bao đậu là 650 kg đậu nành. Yeah. Nguyên ngày. Nguyên ngày luôn hả? À, suốt luôn à, mới được 650 kg. Yeah. Đại mới đủ kịp đại lại. Yeah. Thấy ở đây các chú các anh rất là đông luôn nè. Coi như là công đoạn này khoảng mười mấy người mà hơi chịu tối ngày không được kỹ. Dạ. Mới kịp cho nên đại lễ. Dạ. Coi như là tới ngày là ngày kỷ niệm lễ của ông là các ông đạo là con cháu lại tập trung về đây làm cứ bằng mình từ kỹ hết tất cả. Dạ. Đi làm tự nguyện hết. Dạ. Đây mấy anh mấy chú làm với tinh thần con thấy là rất là vui tươi luôn á. Không có gì hết, mấy chục năm rồi mà. Dạ. Mấy chục năm nay là năm nào mình cũng một năm cái đoạn này đi khoảng 10 cuộc lễ đi nấu. Yeah. Đi tới Nghệ An nấu là vừa rồi là nấu ở ngoài cái thiền viện Trúc Lâm ở Tây Ninh, mới vừa đặt cái viên gạch cầu nguyện đầu tiên á. Yeah. Ở thiền viện Trúc Lâm Tây Ninh ở đoàn này cũng đi nấu đại 10.000 người đó. Yeah. Các thiền viện trong miền Tây này mời là đoàn này đi hết. Đoàn của mình là ở đâu lận? Ở Tân Châu An Giang. Dạ. Yeah. Đoàn mình có tên là gì hả chú? Là trại cơm tập thể của Thái Giảng. Trại cơm số 4 hả? À, trại cơm số 4 nè. Dạ, dạ, dạ. Ủa, các bạn? Dạ, là chú là tên là... Tôi là tên Phan Nhân Hùng, tức là Phan Nhân Ba. Dạ. Rồi chú nói là... chịu trách nhiệm đoàn nấu tổ này. À, chú là cũng như là trưởng đoàn ha? Ừ, chịu trách nhiệm không phải là trưởng đoàn hết, nhưng mà mình đã làm lâu năm tới mình quản lý anh em á. Dạ. Mình chỉ anh em làm theo chứ không ai là trưởng, không ai là phó hết. Dạ. Nhưng cái này là hòa đồng. Dạ. Tập trung mạnh chứ đừng nói ai lớn nhỏ gì mà trước sau hết trơn. Vô đây là cứ mạnh thôi chứ không biết gì hết. Dạ. Cũng như là chú là phân chia các khâu ra. Các khâu ra rồi, nó này đậu, này là dắt ra tàu hủ, nó múc sữa vậy đó, là nóng. Dạ. Vậy đó, có thơm hết. Dạ. Bây giờ chú với con có thể đi vô phía trong rồi chú chia sẻ các công đoạn chi tiết cho bà con cô bác đây, xem đây, ha. Đây. Coi như là nó bằng hơi gió chứ không có được.
đi chút xíu con Dùng. Trời ơi, muối tiêu chanh nè. Nhìn thấy nàng hết sức không? Hết kêu luôn. Đây, còn chú con Dùng miếng nha. Đây, chấm vô muối tiêu chanh nữa. Trời ơi. Trời ơi. Nóng hổi mới là lò nè cô chú anh chị. Em không chú, em không? Nóng hỏi mới ra lò luôn ha. Đây nè cô chú anh chị bạn. Ôi rất là nóng nha. Ôi 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 khoan khoan. Quá nóng rồi. Đây là cái này là đúng là nóng hổi vừa thổi vàng luôn nè. Ôi ôi rất là nóng luôn. Dạ. À, cắm vô không? Nhiều vô đây, quay đi bà, chừng quay thì ăn nhiều vô. Quá ngon luôn rồi. Nắm hỏi giờ hỏi vậy ăn. Ngon anh, ngon anh. Với mấy anh mấy chú làm rất là vui vẻ của chú anh chị bạn. Nó tạo ra cái bầu không khí vui tươi ha. Còn ở đây là khu vực nấu cơm nè cô chú anh chị các bạn. Ở phía trong có những cái lò rất là to nha. Rồi giờ thì mình đi vào phía bên trong coi ở đây có bao nhiêu cái lò nấu cơm. Em thấy những cái lò rất là to luôn. Ồ, ở đây là cà. Cà này là món gì hả chú? À, cà kho. Rồi. Thùng quán là cái thùng áp suất đó, mình chụm lửa ở dưới cái nó đẩy cái hơi lên từ trong thùng đó nó truyền qua cái ống này, ống này mình đưa vô mấy cái này nè, mấy cái này nó đẩy cái hơi nóng như đây nè, và chút xíu là nó sâu. Cái này con thấy cũng hơi lạ ha, lần đầu tiên con thấy nấu cách kiểu này luôn á. Kêu bằng là cái mình không có chụm lửa trực tiếp, mình chỉ lấy cái hơi bên kia qua thôi. Truyền vô cái ống này đưa xuống đây là một hồi là nước nó sẽ sôi. Nó là cái vòng tròn vậy đó hả chú? Nó ra hơi kìa, mấy cái lỗ đó là nó xì hơi ra đó. Nó mang hơi bên kia qua đó, nó làm sôi nước bên đây. Mà mau lắm. Mau lắm ha. Là chuẩn bị nấu canh gì hả chị? Canh chua em. Còn phía bên đó là... Cái này là chỉ kho thập cẩm. Kho thập cẩm ha. Phía sau này là những cái lò mà nấu cơm nè cô chú anh chị các bạn. Để em đếm ở đây coi bao nhiêu lò nha. 2, 4, 6. 6 lò. Rất là khủng luôn cô chú anh chị. Mỗi một thùng vậy là 100 kg gạo đó. 6 thùng là 600 kg. 600 kg. Wow. Này là mình nấu chắc nguyên ngày luôn hả chú? Nấu suốt luôn. Ra thùng cơm hết. Hết thùng thì vô gạo tiếp tục. Mình nấu một thùng như vậy là khoảng thời gian bao lâu ha? Chắc khoảng 2 tiếng. 2 tiếng. 2 tiếng cho ra 100 kg gạo của chú anh chị. Một thùng vậy là dự kiến là 600 người ăn. Một thùng vậy là khoảng 600 người ăn. 600 người ăn. Wow. Đơn vị mình là ở đâu hai chú? Trại cơm số 4 ở Phú Vĩnh. Đơn vị ở Phú Vĩnh. Phục vụ trại cơm số 4 của chú anh chị các bạn. Năm nào mình cũng đến
đến đại lễ là bắt đầu mình có mặt tại đây mình phục vụ cho bà con hả chú? Không phải ở đây không, mà đi nhiều chỗ lắm. Dạ, nhiều chỗ lắm ha. Hai lò này là đang nấu đồ ăn nè ha. Này là mình đang nấu gì anh? Thực phẩm hay là đồ các món ăn này kia như cà chiên, đậu hũ, mít chiên. Phía bên đó là mít chiên, chảo mít chiên ha. Còn này là chiên. Gần gần lại thấy. Gần lại thấy ha. Mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Sáng hôm nay thì em đang có mặt tại chùa An Hòa Tự thuộc Phú Tân An Giang. Thì hàng năm đó, vào ngày 18 tháng 5 âm lịch, ở đây diễn ra đại lễ Phật giáo Hòa Hảo kính mừng đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 85 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Hôm nay mới là ngày 16 thôi, nhưng mà bà con đồng đạo về đây rất là đông mà cô chú anh chị bạn. Video hôm nay thì em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị bạn cái khung cảnh tại trại cơm số 4 cho cô chú anh chị bạn xem nha. Rồi bây giờ thì em mời cô chú anh chị các bạn cùng vào phía bên trong trại cơm số 4 để tham quan chút xíu nha. Rất là đông luôn nè cô chú anh chị. Này. Cơm mấy cô bế sẵn ra nè. Nay đông quá hả cô? Đông. Dạ. Ngày qua cũng đông luôn. Dạ, ngày qua cũng đông luôn ha. Năm nào mình cũng lên đây mình làm công quả cho ha cô. Năm nào cũng làm hết trơn á. Dạ. Năm nào cũng chịu. Dạ. Cái cô mới cơm ra dĩa sẵn vậy đó. Mà còn cô bác nào ăn là cứ lấy hoàn toàn miễn phí nha cô chú anh chị mà. Dài dài phía đó là để những cái khay đồ ăn, các món đồ ăn chay. Rồi, thì bây giờ mình đi dài dài tới phía trước. Trời ơi, quá đông luôn rồi nè. Đây, vô đây coi có món gì muốn gì nha. Đây, đồ xào, đồ kho của chú anh chị bà. À. Đây là món kho nè. Rau cải đồ. Rồi quá đông rồi. Thôi. Hết dãy đồ ăn rồi bắt đầu là tới nước uống miễn phí nè cô chú anh chị. Đây cô đứng ăn luôn. Dạ, yeah, quá đông rồi. Quá đông, không có chỗ ngồi. Dạ. Đây bà con cô bác ăn cái gì thì cứ gấp thoải mái nha. Đây nè, đó, bà con cô bác cầm dĩa đợi sẵn nha.
Cái này là một người muốn lấy mấy cái cũng được hả cô? Dạ. Dạ. Cái nhiều cái cũng được mà cái giờ đỏ đó thì dạ. Muốn lấy nhiều lấy. Dạ. Muốn lấy nhiều cái cũng được cô chú anh chị mà. Dạ. Quan trọng là đổ có kẹp hay không ha. Đưa qua đây nó cái đường đỏ rồi. Dạ. Đưa lộn vậy. Đưa lộn vậy mà đó. Cái đó dạng. Cái đó dạng.